Xin chào quý vị anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh Viết Phú. Hôm nay thì em có đi xuống cái quán ở xa. Nay là hồi cuối tuần nghỉ 2 ngày và thời tiết đẹp nên em đạp xe đi một vòng xuống quán xa chút để xem có điều gì thú vị quay cho quý vị anh chị xem và xem có thể mua được cái gì hợp lý để mang về không. Nên em xuống quán đây thì người ta đã thay đổi lại cái layout và ở khu vực này thì đặt rất là nhiều các cái shop trầm, nhiều hơn là trước rất là nhiều. Đấy, có loa tivi các thứ rồi nữa. Đây là của cái bộ dàn của nó, của cái này nữa. Đây hôm nay em muốn quay quý vị anh chị cô chú xem một vài súp, trong đấy có một con Yamaha IST SW800. Đây là một trong những con hàng súp rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Và ở bên này thì em cũng tìm rất là nhiều, tuy nhiên thì không có. Và hôm nay vô tình em bắt gặp được nó nên em quay lại quý vị anh chị cô chú cùng xem để tham khảo và chiêm ngưỡng một chút về em IST SW800 này. Đây là một em Super Woofer System IST SW800 volume 010 2 cắt 40 đến 140 Hz, có 3 núm điều chỉnh ở phía trước, một số nguồn và hai núm điều chỉnh về âm lượng 2 cắt và volume. Thì đây là thông tin của nó. Con này người ta đang bán với giá 2 man 2 cả thuế. Cả thuế tương đương khoảng tầm 2 triệu 7 gì đấy, Việt Nam đồng. Con này công suất rất là khủng, 800W, nhưng mà cái tên nó SW 800. 800W, tần số từ 18 đến 0,16 kHz. Và con này sản xuất tầm 2003. Vì nó nặng quá, nó to quá, xung quanh này nó cũng khá chật nên không lật ra để xem được nó sản xuất ở đâu. Các anh chị cùng xem cái thùng gỗ nó còn rất là đẹp. Con này em đánh giá trên 90 đến 95% về ngoại quan, có thể đạt 98%. Thì em sẽ đi sang cái dọc bên kia, em sẽ đứng lại em xem xe cái kia ra xem sản xuất ở đâu, quay lại video anh chị của chú cùng xem. Đây còn rất là đẹp, em thấy đánh giá rất là đẹp. Con này thì cũng có một số anh chị có hỏi em để mua, tuy nhiên thì cũng lâu nay em tìm chưa được. Gần đây cũng có một anh bên Nhật cũng muốn tìm con này, nhưng mà ở trên đấu giá thì nó người ta bán khá đắt, 3 man 7 4 man. Ở đây thì hôm nay thì có tình cờ thấy nó thì với giá rất là rẻ, rất là hợp lý. Tuy nhiên con này thì phải có ô tô mới chở được, hoặc nếu mà mua thì thanh toán tiền cho họ luôn, cho họ địa chỉ họ sẽ chuyển ship, họ bưu điện chuyển ship cho mình về xuống dưới kia và mình trả tiền cước cho họ. Đấy, kiểu kiểu vậy. Màu vàng rất là đẹp ạ. Bên cạnh đây cũng có một vài em của Yamaha và Onkyo khác, thì em sẽ quay luôn cho quý vị anh chị cùng xem. Con này công nhận đẹp thật. Chưa giờ em với bắt gặp một con như vậy ở ngoài quán đấy, còn hầu như là không có. Thì em sang bên kia em sẽ quay sản xuất cho các bác, em sẽ sang luôn, em sẽ đi sang quay luôn, thì em sẽ quay lại quay mấy con này sau. Đây quý vị anh chị, nó sản xuất tại Malaysia, phía sau nó rất là đẹp. Đây em sẽ đây, nhìn phía này vào cũng còn rất là đẹp. Nó sản xuất ở Malaysia nha quý anh chị, 100V và 185W, 50-60 Hz. Đây em sẽ quay lại quay bên kia cho quý anh chị cùng xem. Ở bên này thì có rất là nhiều loa center cũng như các loa con Yamaha. Đấy, con này thì sản xuất ở Malaysia nha quý anh chị nhé. Xuất lực tối đa là 800W, còn xuất lực cơ bản 185W. Có sự chênh lệch rất là lớn. Đây thì có mấy con súp khác hiệu Sony SACS9. Cũng rất là đẹp. Thả căng ra vị anh chị cùng xem. Bass 20. Rất là đẹp đấy ạ. Này bán với giá 8,8 8,8 hiện tại tương đương khoảng tầm 2 triệu Việt Nam đấy. Giá man đợt này khá cao, khoảng 220 Việt Nam đồng.
chỉ bằng một tập nguyên nhật. Vania CS9 này sản xuất 2014, công suất xuất lực 115W, cả tần số từ 28 đến 200Hz. Rồi bên này thì có gì đây, mấy con Onkyo SLA250. Đây có một đôi này vẫn nằm đây khá lâu, 7/7, Onkyo 7/7 tôi tầm 1,8 triệu gì đấy. Sản xuất 2006, hai con này đều sản xuất 2006, khác màu và công suất nó là 75W, bảo hành 3 tháng. Bên này là một Onkyo SWA-V50, giá 4,4 triệu, khoảng tầm 1 triệu. Yamaha YT SWF45, trước em mua cho anh Kiên Thái Bình một con như vậy rồi, sản xuất 1999. Bên này thì có thêm mấy con nữa của Yamaha YT SWF010, con này thì vẽ hơn, hai con luôn, hai con màu đen một chút, cũng rất là đẹp, cũng hơi chật nên không quay phía sau để xem sản xuất nó ở đâu. Con này thì bát 16cm và công suất 50W nha quý vị anh chị, 6cm công suất 50W. Đây em sẽ quay gần với anh chị cùng xem. Đấy, sản xuất năm 2005, đôi như vậy. Bên này thì bọn em ta nói này từ đây từ ngày xưa, con này có thể là chất nhưng mà cái bên ngoài cái nhựa này nó dính rất là xấu, nên là chắc là cũng kẽn khách với cái điểm này của nó. Trên này có một Onkyo SL407 sản xuất 2003, không biết là ở đâu, 50Hz đến 200Hz, không thấy ghi công suất ở đây. Trên này có một số con Boston Acoustic, giá khá đắt, 3 triệu mấy, 1.4 400 là tương đương khoảng tầm 3 triệu 2 Việt Nam đồng đấy. Đây là Onkyo HDX77, HDX. Và có ông Nhật cũng đang đến xem con IST800. Cũng khá có vẻ kết cái con đấy. Bên này thì vẫn là mấy em loa TV. Trên này cũng có mấy con có LG. À LG cũng có loa súp này thì. Tại Nhật đang còn xem cái con S800 và mấy con khác. Em sẽ đi vòng xem có con gì hay em quay luôn, vị chị cùng xem nào. Bên này thì có một em Đen Ông đặt ngay giữa đường đi. Con này thì Đen Ông và Việt Nam mình gọi là Đờn Ông. Đờn Ông CDV550, con vừa loa vừa âm ly vừa băng cassette luôn, rất là tiện. Nhắc thử cho nó mấy con. Không nặng lắm, tầm 8-9 cân gì đấy. Con này đường ông thì đa số là made in China thôi, 100V là 44W quý vị anh chị ạ. Columbia nha, màu gỗ rất đẹp, con này ngoại hình đẹp ok, ngoại hình khoảng tầm 95 trăm, có rất nhiều chức năng nha. DVD, video, CD, tape, karaoke system, CDVD, CDV. Đây này nên là có băng cassette, mic 1, mic 2 hát được luôn. Điện nguồn thì ở đây, tăng âm, giảm âm ở đây, mic chiếu chỉnh mic ở đây, echo, echo thì đây. Rất là tiện chứ, đèn xả căng ra, vậy anh chị cùng xem chút. À chà, có loa highway luôn. Ủa, con bass 10 và một con loa tép. Nói chung con này tiện, nếu phòng cá nhân hoặc là để trưng bày phòng khách thì có thể là một lựa chọn khá là thú vị, hợp lý. Giá thành không quá cao. Đối với giá hiện tại người ta đang bán đây là một Manba 200 thì tương đương khoảng tầm 2,8 triệu Việt Nam. Và cước của nó tầm cho chục cân thì nó mất 2 triệu nữa, 4,8 triệu. Về Việt Nam thì tất nhiên là nó cũng sẽ đội giá lên cao. Từ khi mà gom đi container đi biển thì mới đỡ được một ít cước đi biển, thì hiện tại là 110.000 một kg đi đường biển nha quý vị anh chị. Nhiều anh chị có hỏi là bảo hành như thế nào,
vì hàng mua ở quán này, hàng em mua là mua ở quán chứ em không phải là mua hàng ở nhặt ở bãi rác. Có một số số hàng mà gom đi bãi rác thì gumi thì vang nhặt được cái gì thì nhặt, về sửa được cái gì sửa, không sửa được thì đưa về Việt Nam sửa sửa, thì cái đấy thì giá nó sẽ rẻ hơn cái mua quán này rất là nhiều. Nó đã nhặt, thậm chí nhặt được luôn. Tuy nhiên thì cái đấy thì bảo hành thì nó giá nó thành rẻ hơn thì nó không có bảo hành. Còn cái này thì giá đắt hơn thì có bảo hành, người ta ghi đây, ví dụ con này ghi 3 tháng này. 3 tháng thì sau khi về Việt Nam ấy, thì nhiều anh chị hỏi là về Việt Nam bảo hành như thế nào. Ví dụ nhiều anh chị hỏi mua bếp ga, nồi cơm thì bảo hành như thế nào. Vì cái hàng mới ấy, thì nếu mà nồi cơm đi hàng mới hoặc là hàng cũ được check ở quán thì ít khi, rất ít khi mà nó bị hỏng mà có vấn đề về bảo hành. Và cái đấy thì người ta đã đảm bảo xuất hàng đi. Và em mua hàng em cũng đảm bảo cái hàng đấy là trong cái thời gian bảo hành đấy là không bao giờ nó bị hỏng. Trừ khi các anh chị dùng có vấn đề gì đấy, ví dụ như điện đóm hoặc là thao tác có vấn đề thì cái đấy thì không nói rồi. Còn ít khi mà nó có vấn đề lắm. Nó không thể là bảo hành như ở Việt Nam được, là gửi đi gửi lại trong nước. Hoặc là nếu anh chị mua bên Nhật này gửi lại em sẽ đi bảo hành cho, ok luôn. Còn trong nước thì về Việt Nam đã ra khỏi lãnh thổ Nhật rồi thì việc bảo hành thì anh chị cũng không quá nặng khi mà mua hàng cũ. Không quá nặng nề khi mà anh chị mua hàng cũ thì chấp nhận một chút để mình có thể là tin tưởng một chút với chất lượng hàng cũ được chất ở quán. Và không phải là hàng bãi, không phải là hàng bãi rác nên là chất lượng nó sẽ khác. Nên là cũng anh chị cũng yên tâm về cái vấn đề là chất lượng trong thời gian bảo hành. Vậy thì đây là video ngắn em quay chút về mấy con súc. Em xin chấm dứt video tại đây. Và em sẽ đi tìm một vài thứ hay ho để em quay lại anh chị cùng xem. Em xin cảm ơn, hẹn lại video sau ạ.